anh em mình thấy có quay này đẹp chưa? Miếng cái xem cho nó đẹp nó còn thiếu miếng nó thì kỳ đó về nè, về là góc này là quá đẹp luôn nè. Không góc coi lại không có được rồi, được chưa? Được rồi để như cái đó ok. Đang vô tay.
Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Này lý do kỹ thuật chương trình tạm đứng đoạn trong giây lát, anh em thông cảm. Trời ơi, vậy mà nó cũng rớt được nữa. Thank you.
có nhà là tỉnh quá.
bỏ, chưa bỏ. Thank you.
30. Đã vậy đâu mày đã vậy không mấy hả đã xong đi ăn luôn.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thank you.
sao chứ bây giờ đó. Tại vì từ buổi sáng mình chơi không được đó, cái tay chân của mình không được tốt đâu. Em thì cái giờ nào em đánh mà em đâu có làm gì đâu, em chỉ đi dạy với em thôi chứ đâu lại đi cơ. Rồi tới giờ đó là điện em không qua được. Em đâu có nhậu. Giờ đó cũng được. Dạ biết. Em có chạy ngang, em có chạy ngang đậu cái cửa đó. Rồi thấy vắng quá thôi đi luôn. Không qua chơi. Nó có nhiều cái lý do lắm. Thì em qua rồi nói cho em hiểu. Thì tới chừng giờ thì nào thích anh cứ điện em làm vậy đi. Có anh vậy đó là em quen cái giấc à. lúc dài tới 106 12 giờ 1 giờ mới ra khỏi phòng. Bây giờ nằm trong phòng vậy chứ không đi đâu, đi biết đi đâu vậy. Từ giờ là bây giờ có lại sớm thì anh lại anh chút xíu rồi chưa em chạy qua bên công bộ này. Thank you.
hái cái vỏ đá thì ghê chứ. Đừng có cười vậy đó. Tài quá anh em ơi, trời ơi, cậu như vậy. Mình còn 17 nó còn 300 mấy, nó đã giờ 200 mấy. Còn 200 mấy à. 200 giờ mới còn mấy cũng vậy. Còn 1 cũng vậy. Đã giờ. Đã giờ phải. Dạ bi. Xe hôn. Chưa bi quá anh em ơi. Thằng này bê quá. Thời khắc quyết định nhất mình dọn cái đường âm binh thành trưởng là chết rồi. Vừa lắm rồi sao gầy vậy ta? 17, 19, 21. Quá.
Gì vậy? Gì vậy? Đi xe buýt rồi phải không? Bỏ cái miệng quý đấy rồi. Rồi nhân con người chưa đủ được nè, đó thấy không, giờ túi dính căng lắm phải nói hết rồi, giờ túi còn mấy điểm dính căng lắm, lấy nó làm nó sụ đi rồi dễ đủ lắm mà. Dạy lên cú ai cú
ngày thì cứ có họ nhiều 40 cái rồi. Đã đều rồi. Rồi. Vô mới cả ngày đường thì chết luôn. Má lé xẹ luôn. Ngày có 3 ngày chứ mà. Má mà nếu về hỏi chặt cơ giỡn không. Kết thúc trận đấu anh em ơi, anh Việt hay quá, tỷ số là 500-212. Ngày mai anh em đang rảnh ghé câu bộ ra sân kỳ, phường sân kỳ Tân Phú ghé giao lưu với mình nha. Nội này ông đâm hoài thiệt. Đánh tệ quá.